xin mời vào xem. Tại Lộc Càng, một cửa hàng chuyên bán đồ Iran, ông chủ là người Iran chính gốc, nhiệt tình mời chào khách hàng. Còn kết hợp cả thời sự Đài Loan và âm nhạc của Iran để chào đón khách, ông chủ bỗng nổi hứng, vui vẻ nhảy múa với khách hàng, cùng cảm nhận văn hóa Iran đậm nét ngoại quốc. Người Iran bán thảm 34, gặp phải khách Đài Loan thích trả giá, ông chủ Shai huy động đến cả máy tính. Bà chủ vừa xuất hiện là thỏa thuận xong. 60.000, mình bớt cho chị ấy bao nhiêu? Bà chủ giảm giá 20%, bán 48.000. Ông chủ là người Iran, bà chủ là người Đài Loan. 18 năm trước kết duyên tại Đài Loan, khi đó Shai cùng người bạn làm thương mại đến Đài Loan học tiếng Trung. Gặp cô gái Đài Loan làm ở công ty du lịch Vu Di Phương, đưa Shai đến Lộc Cảng ăn uống và du lịch. Hai người ưng nhau, yêu nhau nửa năm rồi quyết định cùng nhau đi tới hôn nhân. Người Đài Loan rất thật thà, vô cùng hiền lành. Tại Đài Loan, Shai và bà xã rất nỗ lực, từng dạy tiếng Anh, mở lớp chăm sóc học sinh sau giờ học, cũng từng làm những công việc vất vả nhưng đều không thuận lợi cho lắm. Cho đến tận 3 năm trước mở một cửa hàng chuyên bán đồ Iran ở Lộc Cảng, kinh doanh mặt hàng, bán buôn, bắt đầu học từ đầu, cứ nửa năm về Iran một lần lấy hàng kết hợp thăm gia đình, khi về mang theo tới vài chiếc vali. Khi chiếc vali đầy ắp mở ra, nét mặt vợ con đầy khấp khởi, cứ như mở hòm đựng báu vật, vô cùng phấn khởi. Ôi may quá! Quá được, áo khoác của họ, áo khoác của Iran đấy, có túi da thủ công của Iran, còn có cả các loại bánh và hạt quả hạch mà chỉ có Iran mới có, từ Iran mang về để ấp hương vị quê hương. Ôi đúng là tuyệt nhất rồi. Shai thích nồi lửa trong bếp, các món đều là món Iran chính thống hoặc là bánh pizza Iran. Ăn thì rất Iran, nhưng ở Đài Loan gần 20 năm, điểm Đài Loan đặc sệt nhất của Shai đó là anh rất mê xổ số, ngày nào cũng phải ghé hàng xổ số. Đối với Shai mà nói, bạn bè người nhà đều ở đây, Đài Loan đã trở thành ngôi nhà thực sự của anh.